Hello, Quỳnh vừa mới đáp chào quý vị khán giả hỏi đến kênh của mình, của em nha. Chúc quý vị khán giả một ngày mới thật vui vẻ. Tiếp tục hành trình em quay mùa của nghệ sĩ Vương nha cả nhà. Ngày sáng ngày mùa 6, ngày 3 tháng 6, xin lỗi quý vị. Mệt quá, không có ai chia sẻ gì á. Sáng em tới thấy được khán giả trúng hai quả dừa nha cả nhà, hai bắp sen đèn nha. Được không? Một túi thì nói ra cô có chia sẻ gì không? Hụ có còn năm không cô? Chia sẻ cho bạn con cô. Không, cô đứng đó cũng được. Cô đứng đó cũng được. Okay. Cô đứng đây này cô. Cô đứng đây này chắc cô. Có chuyện mà cũng muốn nói cái này nè. Ngồi vô cái view này. Chia sẻ. Ngồi đó cô. Nè nè cô chia sẻ nè, im đi. Rồi. Cô chia sẻ hả? Rồi. Trước tiên là cô. Trước khi con muốn chia sẻ những cái điều con muốn nói, thì con nguyện ông trên mười phương chư Phật, Phật Quan Âm Bồ Tát và các chư thiên chư thần chư thánh nơi đây, cũng trong đất đai dân tộc hàng hoàng bổn cảnh nơi đây, cho cô về đây những cái điều con muốn nói để cho cái hương linh của cậu ở đây. Tại vì thấy gia đình sóng gió của cậu gọi là nó dòm dọc cái nhiều sự đau khổ. Mà trước hết á, thì ở đây trần gian thì mình nói là cô Sáu và chú Bảy. Nghe nói là cô Sáu và chú Bảy mất điều những bất tắc. Nhưng mà mình nhìn lại á, trong quá khứ á, thì một người anh đã vừa mất. Thì trong gia đình bị sóng gió thì hỏi ai không đau lòng. Nhưng mà ở trên trần gian này không có ai rồi gọi là viên mãn hết. Cũng có trúng, có sai, có điều trật. Thì xin tên cái gọi là mạng xã hội đó, là trong nước ngoài nước cũng lượng hương tình cậu Năm mà hỷ xả cho gia đình của cậu. Cô là người ngoài thôi, cô là dân ở đây, nhưng tại vì cô thấy khi mà một người anh đã mất rồi trong gia đình như vậy, đứng như cô là cô thấy sự đau lòng lắm, cô tội nghiệp. Thì hôm nay trước hương linh của cậu, nếu là cậu còn ở trần thế này, cậu không muốn gia đình cậu sẽ khổ vậy đâu. Dạ, đúng không mấy cậu? Có đúng không? Dạ, đúng. Cậu là người thương em nhất và lo lắng cho em nhất, mà cậu vừa mất đi cái tình thương, mà trong gia đạo lại mất đi cái sự xào xáo, thì hỏi cậu nằm đây sao cậu không đau lòng được? Cậu rất đau lòng, nhưng mà khi cậu đau lòng cậu không biết làm sao cậu nói, mà không biết làm sao cậu cứu em cho cậu. Thì hôm nay cô đứng trước ở gọi là quay về là gọi gì? Dạ, mạng đi. Quay mạng xã hội. Dạ. Thì cô muốn gọi là trong nước và ngoài nước cũng như lượng tình từ bi vì cậu Năm mà tha thứ cho tất cả gia đình của cậu, dù em cậu hay là cháu cậu như thế nào, dù có điều gì nếu thương cậu rộng lòng từ bi thì sao. Còn cô muốn nhắn nhủ với gia đình của cậu, nếu là thương anh mình thì phải biết tu để chi, dầu gia đình mình sóng gió, tối anh em hòa hợp lại trì kinh niệm Phật, cầu nguyện cho anh mình được sớm được siêu thanh tịnh độ, đừng mà gây sóng gió cậu mình sẽ đau khổ, có đúng không cậu? Dạ. Tại vì hôm nay dầu ở đây là quê hương của cô, nhưng mà cô suy nghĩ đắn đo nay 3 ngày cô mới tới nay đây, cô mới nói điều này. Tại vì nếu mà trong gia đình của cô vậy, cô cũng bức xúc, cô cũng thương lắm, cô không bên ai và bỏ ai. Mà một khi cái tài sản cậu để lại, nếu thật sự có ai hưởng là người đó hưởng, mà nếu không hưởng dằn vật thì cái người đó cũng sẽ bị khổ. Thì cậu muốn tất cả đều chia hòa với nhau mà để sống ở trần gian. Nếu mà cậu thì mấy cậu coi cái cậu Năm thường nói phải không, là thương em út là đùm bọc với nhau, cậu không muốn bỏ ai và điều ai hết. Mà hôm nay về đây á, nếu đứng trên sân khấu thì có mặt cười và mặt khóc, mà đứng trên xã hội cũng có người ác và người hiền. Thì hôm nay cô muốn nhắn nhủ ở trên thế gian này, nếu mà cậu bảy và cô Sáu nếu nghe, và cháu Phượng và cháu Long có nghe thì thương lòng cậu, nên nhẫn nhục lại, và nếu mà sự đau khổ sóng gió cỡ nào thì ráng cố gắng niệm Phật để cho hồn cậu được mới vui. Nếu mà không, gia đình mà sóng gió như vậy cậu sẽ khổ lắm, cậu sẽ đau khổ và cậu sẽ không thể cậu đưa được đi lên được. Tại vì khi cậu muốn đi lên mà em út gia đình cậu vậy, thì cậu là người lo lắng trong gia đình thì cậu không lo lên được. Thì vì cậu mà tất cả gia đình phải nắm tay dìu dắt nhau để nương đỡ với nhau mà lo cho cậu và cúng kiến cho cậu được đoàn tụ. Còn nói về cô Nga thì
mình đừng ép cô Nga ở lại nữa. Tại vì khi cô Nga còn sống thì cô Nga lo cho cậu. Thì cái đó đáng lẽ cho cô Nga được về nhà là không có lo cho cậu, là cô Nga giải thoát với cậu. Là giải thoát là tại vì giờ cúng kiến là lo con cháu, anh chị lo là mới đúng. Nói như vậy. Thì những điều cô muốn nói và trước hơn lên của cậu. Nhiều khi cậu muốn nói cũng không biết làm sao nói, mà muốn khuyên em mình cũng không biết làm sao để khuyên. Thì hôm nay cô tới đây cô thắp nén hương, cô đem lòng từ bi mà cô muốn nhắn nhủ cho gia đình cô Sáu và chú Bảy và cháu Phượng và cháu Lon. Nếu nghe được lời này thì trong lòng của cậu thương, cậu ráng mà cố gắng niệm Phật. Cô là người dân thôi, cô không có gì hết, nhưng mà lòng từ bi của cô muốn khuyên gia đình. Tại vì khi mà anh đã mất và tất cả gia đình đều xào xáo với nhau, người quảnh mặt người lại bỏ cậu như vậy là đau lòng cậu lắm. Thì cô muốn nói điều đó. Còn nãy về tất cả anh em huynh đệ đây, cái gì san sẻ, nếu mà trong gia đình cô Sáu có gì mà có thể lòng lượng tha thứ được, đừng lên mạng xã hội để đau lòng người ta lắm. Cô chỉ muốn nói điều đó. Ở đây mấy anh em có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý với cô. Rồi cô ơi, cho con hỏi là bây giờ hiện tại bây giờ tụi con đăng lên á, về mà mấy cái nói chuyện đồ đó thì ở trên mạng comment rất là ác ý, rồi cũng là nói xấu nói này nói kia, thì theo cô là như vậy cô có ý kiến gì không? Tại vì nãy cô đã nói, nếu mà bước lên sân khấu có mặt cười là mặt khóc, mà trên mạng xã hội có người hiền và người ác, mà nếu đâu có ai mà hiền hết thì sao trong xã hội đâu có điều gì, mà ác hết thì trên xã hội này rất là sự đau khổ. Thì hôm nay á, nếu trên mạng xã hội á, cô thấy người dày người khác, thì nếu mà dày, tại vì cô bước vô qua duyên từ khi cô ở biết đây, chưa có được cái mộ nào như cậu như đây. Khi mà cậu vừa mất và tất cả bao nhiêu ngàn người tới đây đưa tiễn cậu, mà tất cả các chư tôn tư đức cũng về đây cũng lắng cầu nguyện cho cậu, tất cả điều cậu mới được cái phước. Nếu gia đình thấy vậy là vinh hạnh điều hơn, mà nước hương cậu thì phải nhịn nhục, mà đây cũng gọi là sóng gió trong gia đình của cậu. À, thì bây giờ cô chỉ muốn nói trên xã hội này thì người thương người ghét, chứ không ai mà nếu lòng từ bi của Phật là Phật muốn độ những người đau khổ hơn, đúng không? Tại vì cô thấy, tại vì cô Sáu, nếu mà đường cô Sáu không biết đường Phật pháp thì cô Sáu cứ đứng trước mặt cái bàn thờ cậu Năm á, anh ơi anh cứ là anh nhìn lại trên thế gian như vậy là đau khổ cho cậu. Nếu cô Sáu hiểu thì cô Sáu nên niệm Phật, dầu sóng gió thế nào tối cô Sáu quỳ lại cô Sáu niệm Phật, anh ơi giờ gia đình em như vậy, anh ráng cứu cho giúp cho gia đình chúng em được hòa thuận với nhau, con cháu đoàn tụ với nhau là mới gọi là cái hồn cậu mới được yên. Mà ở đây cô nói những cái điều đó mấy cậu mà từ khi quay về có đồng ý cho cô không? Dạ tụi con đồng ý. Đó mà cô nói có sai hay không, mà nếu cô nói nếu mà lời nói không đúng hết, nó có lỡ lời gì sai thì trên mạng xã hội cũng từ bi hỷ xã. Mà hay nếu mà ở đây cô là Phật tử mà một khi cô lên cái này cô đắn đo, cô suy nghĩ dữ lắm cô muốn nói. Tại vì thương lòng cho cái hương linh của cậu. Tại vì khi mà người đã có nổi tiếng mà tất cả cái hoa viên này chưa được cái mộ nào như của cậu, mà giàu có hàng tỷ đi chưa bao giờ được như vậy. Mà ở đây được hương khói bông hoa đầy đủ là nếu gia đình được là nên hãnh diện nhiều nhất. Mà mình vì thương vì cậu trên xã hội cậu được như vậy là mình phải trong gia đình mình phải độ lời cho cậu. Không nên sóng gió nữa. Không nên sóng gió nữa. Phải tu đi. Phải tu là phải tu. Tu là gì? Không phải là cô kêu tới chùa hay là cạo đầu mà tu. Nhưng mà tu cái tâm. Tối á là thương với nhau, anh em đồng bọc với nhau. Nguyện một câu kinh cho cậu là lòng cậu mới được vui. Cậu làm bao nhiêu mà cậu đâu có đem được cái gì. Có đúng không? Dạ. Nói như vậy. Tu là sửa mà con. Tu là sửa. Nếu mà có sai thì là sửa. Thì cậu làm bao nhiêu cậu có đâu lấy theo điều gì. Mà ở trần gian con cháu anh em đều dành giật cũng không có lấy đi được điều gì. Thôi hòa với nhau, chia sẻ với nhau. Ví dụ như là cậu có một mảnh đất đi, nếu mà thương nhau đồng lại góp ý lại, giờ cô Sáu muốn làm điều đó con có đồng ý hay không, hay là chú Bảy muốn làm điều đó con có đồng ý với chú Bảy hay không, rồi là đồng với nhau, hòa với nhau để hòa thuận trong gia đình cho hương linh cậu được vui. Nếu mà đáng lẽ cậu được đi lên rồi đó, đáng lẽ cậu được đi lên, nhưng mà sự dính líu gia đình quá cậu là cậu không được đi lên. Hôm nay cô nói trên mạng xã hội này là nếu đồng tình với cô thì ráng
đem lời kinh cũng kệ cũng cầu nguyện cho nhân dân của cậu và cho cậu sớm được giải thoát, cho gia đình được cầu chữ bình an. Cô chỉ muốn điều đó thôi. Cô suy nghĩ đắn đo ba ngày nay cô mới đứng được bên đây, cô muốn nói đó như vậy. Còn anh em đây cũng vậy, nếu mà sống ở trên đây á, ai cũng làm kiếm tiền hết, có đúng không cậu? Dạ đúng. Nhưng mà mình cũng phải hòa đồng với nhau, khi hợp tác với nhau lên cái điều này, có gia đình người ta có được hòa với hai nhau không? Mà bây giờ gia đình ví dụ như giờ đi ra biển sóng gió đang bị dồn dập mà mình cứ đem sóng gió tới cho người ta hoài, cái sự người ta cũng đau khổ lắm. Mất mát người anh mà bây giờ gia đình như vậy, ai không lỗi, biết là lỗi đó, biết là lỗi, nhưng mình phải khai lỗi cho người ta mới làm Phật. Đúng rồi, nói như vậy thôi con muốn.